Xin chào các bạn nhé. Hôm nay thì kênh Trên Hải Phòng đã quay lại với một cái video bay bằng Flycam, giới thiệu cho các bạn một cái khu đô thị cực kỳ nổi tiếng tại thành phố Hải Phòng. Đây chính là khu đô thị Vinhome Marina ở Cầu Giáo 2. Thì một số các cái bạn rất là quan tâm đến khu vực Vinhome Marina này, có hỏi kênh Trên Hải Phòng là cái khu vực này hiện tại bây giờ đã thế nào rồi và đã có nhiều người ở chưa. Thì hôm nay kênh Trên Hải Phòng sẽ đến Vinhome Marina và quay cho các bạn về cái khu đô thị Vinhome Marina ở Cầu Giáo 2 nhé. Và như các bạn đã nhìn thấy ở trên flycam ấy, thì khu Vinhome Marina này đã được hoàn thiện gần hết rồi các bạn ạ. Rất nhiều các cái tiện ích đã được hình thành, ví dụ như là bể bơi này, rồi sân tennis này, rồi khu vui chơi này. Đó, xin nói qua một chút về cái thông tin cơ bản về khu đô thị Vinhome Marina Cầu Giáo 2 này nhé. Thì cái khu đô thị này thì khi mà mọi người mua ở khu đô thị này thì sẽ có sở hữu được cái sổ đỏ lâu dài, và nó nằm ở phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng. Chủ đầu tư là tập đoàn Vingroup, như các bạn đã biết rồi. Đi đâu thì khu đô thị Vin cũng sẽ có, khu đô thị của Vingroup cũng sẽ có cái tên là Vinhome. Và cái diện tích của khu đô thị Vinhome này là khoảng 49,2 ha. Các cái phân khu chính ấy thì có tên là khu Hải Âu này, khu Sao Biển này, khu San Hô và khu Ngọc Trai. Thì trong khu đô thị này thì cái mật độ xây dựng chiếm 50%, còn lại là đường xá, các cái công trình công cộng, bể bơi, khu vui chơi, rồi có hồ nữa các bạn ạ. Cái khu vực hồ ấy thì được gọi là khu vực hồ điều hòa và có cái diện tích lên đến 10 ha. Và quy hoạch đô thị Vin Cầu Giáo 2 ấy thì sẽ có khoảng 1.153 căn liền kề biệt thự và shop house. Thì Vinhome Cầu Giáo được coi là khu đô thị 5 sao đẳng cấp số 1 tại thành phố Hải Phòng. Nói chung là khu đô thị Vinhome Marina này cũng khá là khác biệt so với Vinhome Imperia ở Cầu Bính. Mọi người thì nói rằng là khu đô thị này đẹp hơn, tuy nhiên thì nó nhỏ hơn. Và các bạn hỏi là mọi người đã về đây ở nhiều chưa? Và thưa các bạn là các bạn có thể nhìn thấy trên màn hình ấy, thì với 1.153 căn hiện tại thì cái số lượng người dân về đây ở lác đác lắm các bạn ạ, chỉ chiếm chắc khoảng chưa đến 10%. Đây là bay flycam thì các bạn có thể nhìn không rõ thôi, nhưng mà nếu các bạn đi xe máy, đi bộ hoặc đi ô tô vào thì các bạn sẽ thấy là số lượng cư dân về đây ở rất là ít. Cái lý do mà khu vực này vẫn còn ít người đến ở ấy, một là khu đô thị này mới được hoàn thiện bàn giao trước Tết một vài tháng thôi, nên là cái lượng người về đây ở và hoàn thiện nhà cũng để kịp về ăn Tết thì cũng rất là ít. Hy vọng là trong năm 2021 này thì số lượng người về đây sẽ nhiều hơn. Lý do thứ hai là những cái người mà có nhu cầu ở thực sự ấy, ở trong Vin thực sự ấy, thì họ đã mua và chuyển về ở hết ở bên khu Vinhome Imperia ở chân cầu Bính rồi. Vì khi người ta thích về khu vực này ở vì cũng đã đông dân cư rồi, ở nó cũng thoải mái hơn. Còn cái khu vực mới này thì đang chờ đợi thu hút một số những cái nhà đầu tư cũng như là một số những cư dân về đây ở cái lớp sau thôi. Đó. Thì đấy là tôi nghĩ là một trong hai lý do mà khiến cho cái khu đô thị Vinhome Marina này hiện tại thì cũng mới chỉ chiếm được khoảng 10-15% cái lượng cư dân về đây ở. Nhưng mà chắc chắn là trong năm 2021 thì cái khu vực Cầu Giáo 2 này với rất nhiều các cái dự án lớn cũng như là các cái tuyến đường Võ Nguyên Giáp, rồi là Aeon Mall, rồi Hoàng Huy, rồi rất nhiều các cái chung cư cao tầng mới thì khu vực này sẽ sầm uất, và đây là một trong những cái điểm đến rất là tuyệt vời của các cái nhà đầu tư và những người mà muốn có cuộc sống đẳng cấp thì họ sẽ về đây và hoàn thiện lại căn nhà của mình để sinh sống. Nhìn trên flycam thì các bạn thấy là cái khu đô thị Vinhome Marina này được thiết kế theo một cái phong cách Địa Trung Hải rất là đẹp và ấn tượng, với rất nhiều những cái kiến trúc mà đem lại cái cảm giác như một cuộc sống thượng lưu. Và như các bạn nhìn trên màn hình ấy, xen kẽ các cái khu ấy thì sẽ có những cái khu vui chơi giải trí dành cho trẻ con. Còn cái khu đất trống này thì chắc chắn hồi trước là trung tâm thương mại, nhưng mà chắc chắn là sắp tới nó sẽ tiếp tục xây dựng lên các cái tòa nhà thôi. Đấy, đây là đường chính vào nha các bạn nhìn nhá. Hai bên đường chính vào. Đường chính vào thì cũng khá là rộng. Cái chỗ này chính là cái trung tâm của khu đô thị này, nó có các cái ngách. Đó. Đây các bạn có thể nhìn thấy này. Đấy, đi chéo nhìn thẳng ra là Cầu Giáo 2 và một cái nhà hàng ở giữa hồ. Nhà hàng này là một trong những điểm nổi bật của khu đô thị Vinhome Marina đây. Đây các bạn nhìn cái nhà tròn tròn này.
Còn cái xung quanh cái hồ điều hòa này thì các bạn sẽ thấy là rất nhiều những cái biệt thự rất là tuyệt vời nếu mà được ở đây. Đấy, còn sân tennis này. Đó. Những cái căn nhà ở đây thì các bạn nhìn thấy đã được hoàn thiện mộc rồi. Được hoàn thiện mộc rồi nhưng mà có rất ít nhà đã về đây để hoàn thiện nội thất để ở. Đó, các bạn có thể nhìn thấy. À, tôi hạ thấp flycam xuống để cho các bạn nhìn thấy đấy. Cái khung cửa rồi các thứ vẫn còn nguyên. Các cái nhà vẫn chưa kịp về để hoàn thiện nội thất. Nhưng mà chắc chắn là trong thời gian ngắn tới nữa thôi thì sẽ có rất nhiều gia đình sẽ về đây để hoàn thiện. Vì trước Tết thì họ về hoàn thiện cũng không kịp. Để hoàn thiện cẩn thận một căn nhà thì cũng phải mất tương đối thời gian. Đây là chắc cũng phải 5-6 tháng nếu mà nhà nào cẩn thận. Hy vọng là từ giờ đến Tết năm 2022 thì khu này sẽ phủ tương đối kín giống như Vinhome Imperia. Vâng, thưa các bạn, thì đến đây kênh Trên Hải Phòng đã kết thúc cái video ngắn giới thiệu về cái quang cảnh của Vinhome Marina Cầu Giáo 2. Nếu các bạn thấy hay thì các bạn hãy nhấn subscribe đăng ký kênh YouTube của Trên Hải Phòng nhé. Và nếu các bạn muốn những cái thông tin liên quan đến bất động sản, các cái dự án của thành phố Hải Phòng thì các bạn đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi. Bye bye, hẹn gặp lại các bạn trong các video clip sau.